Vâng, xin chào quý vị, chào các bạn. Tôi là Phạm Hồng Sơn, chủ tịch của ACMen. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với chương trình kế toán máy phần mềm kế toán ACMen. Chúng ta cùng nhau đến với bài số 5, phần mềm kế toán tích hợp tiền lương nhân sự trên phần mềm ACMen. Vậy cái nuôi phần hành này thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu những nội dung gì? Thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ cần phải thực hành những các cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng một cái chính sách tiền lương nhân sự. Cái nội dung thứ hai đó là chúng ta cần phải quản lý các cái thông tin về nhân sự khi làm việc ở doanh nghiệp như thế nào. Cái nội dung thứ ba đó là chúng ta phải thiết lập cái chính sách tiền lương nhân sự trên hệ thống phần mềm, làm sao để từ đó chương trình tự động tính toán cho chúng ta ra được một cái bảng tính tiền lương hàng tháng cho doanh nghiệp. Cái nội dung thứ bốn đó là quản lý và theo dõi chấm công ở trên chương trình phần mềm. Đấy, thì trên chương trình phần mềm thì có thể là chấm công theo dõi bằng các cái nút tích ở trên phần mềm hay là bảng chuyện hay là máy chấm công vân tay. Cái nội dung thứ năm đó là thực hiện để tính cái tiền lương hàng tháng. Cái nội dung thứ sáu đó là tích hợp để ghi sổ tự động trên cái phần mềm kế toán từ bên theo dõi về tiền lương nhân sự sang bên phần mềm kế toán. Và cái thứ bảy đó là tích hợp để kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, hoặc là cuối năm thì chúng ta thực hiện về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào thao tác chi tiết ở trên chương trình phần mềm. Vâng, khi mà chúng ta mở chương trình phần mềm ra thì anh chị vào cho tôi cái mục nhân sự. Trong cái mục nhân sự thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần vào tìm hiểu về chính sách tiền lương nhân sự. Vâng, thì bây giờ tôi xin anh chị mở cái phần bài tập đến cái nghiệp vụ số 9. Lần trước tôi đã đề cập đến cái vấn đề liên quan đến tiền lương nhân sự. Thì trong cái phần tiền lương nhân sự này thì anh chị có thể theo dõi ở ngoài Excel để anh chị thực hiện tính tiền lương cho nhân sự. Sau đó thì chúng ta có bảng tính tiền lương, chúng ta mới kẹp vào trong chứng từ để nhập cái nghiệp vụ là thanh toán tiền lương trên hệ thống phần mềm kế toán. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm quản lý nhân sự này để chúng ta theo dõi tính cái tiền lương trực tiếp trên chương trình phần mềm, sau đó là gì, tích hợp để ghi sổ tự động sang phần mềm kế toán. Thế thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị là cái phần mềm này nó sẽ tích hợp, cái phần mềm tiền lương nhân sự này tích hợp trên phần mềm kế toán thì chúng ta cần phải thao tác những cái nội dung gì. Thì trong cái bài tập mà chúng ta thực hành ấy, thì nó có đến cái nghiệp vụ số thứ tự là số 9. Số 9 thì cái nội dung đầu tiên đó là quy định về chính sách tiền lương nhân sự. Trong chính sách tiền lương nhân sự ấy, thì thực tế nó chính là ban hành một cái quy chế về tiền lương để áp dụng cho các cái nhân sự ở trong doanh nghiệp. Thế thì cái nội dung đầu tiên đó là cái nội dung mà chúng ta cần phải xây dựng một cái thang bảng bậc lương. Thì trên đề bài của chúng ta đã cung cấp sẵn cho ta một cái thang bảng bậc lương là từ bậc 1 cho đến bậc 9. Đấy, và hệ số tương ứng với mỗi bậc thì nó sẽ có cái hệ số lương. Thế và mức lương cơ bản. Đấy, thì đối với cái năm hiện tại là mức lương cơ bản đang là 4.420.000 đồng. Và từ đó nhân với hệ số thì tương ứng với cái mức lương tối thiểu. Đấy. Thế thì ở đây tại sao doanh nghiệp lại cần phải xây dựng cái thang bảng bậc lương này? Thì tôi cũng giải thích để anh chị em cũng thể nắm được qua một chút. Đó là gì? Đối với doanh nghiệp ấy, thì ở trong luật lao động có quy định là gì? Cái tiền lương của doanh nghiệp chi trả cho người lao động thì nó có quy định là cái mức lương chi trả tối thiểu. Đấy, tối thiểu thì nó tối thiểu theo từng vùng. Vùng 1 là 4.420.000, xong vùng 2 là 3.920.000, vùng 3 là 3.430.000 và vùng 4 là 3.070.000 đối với cái thời điểm từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đấy, cho đến năm 2021 do dịch bệnh cho nên là gì, nó không có cái sự thay đổi về cái mức lương tối thiểu này. Thế còn thông thường thì hàng năm là chính phủ sẽ có các quy định các cái mức lương thay đổi, mức lương tối thiểu do cái tình hình trượt giá rồi cái tốc độ phát triển vân vân thì nó sẽ có cái mức lương này. Thế thì ở đối với trong doanh nghiệp ấy là chỉ thỏa thuận với người lao động theo cái mức lương thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động, sao cho không thấp hơn cái mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành. Đó, thế thì tôi xin chia sẻ là như vậy, đó là mức lương tối thiểu. Thế còn cái nội dung nữa là tại sao chúng ta lại cần phải đi xây dựng cái thang bảng bậc này? Thì thực tế ra thì cái này là do doanh nghiệp chủ động thôi. Đây là một cái bài tập mà tôi cũng xây dựng mẫu thôi.
Ví dụ như cái thang bảng bậc này từ bậc 1 đến bậc 9. Đấy, thì tôi dựa vào cái gì? Tôi dựa vào cái mức, cái thang bảng bậc của bên hành chính. Nhưng mà thang bảng bậc của hành chính thì cái mức lương tối thiểu nó khác. Cho nên tương ứng với cái hệ số nó khác. Cho nên tôi lấy tổng cái số lương, cái mức lương tương ứng với các cái bậc ở bên bên lương hành chính của nhà nước. Đấy, sau đó thì tôi chia cho cái mức lương tối thiểu này. Thì tôi ra được cái bậc này. Đấy, ra được cái hệ số này. Và tôi để từ bậc 1 đến bậc 9. Thế tại sao lại để từ bậc 1 đến bậc 9? Thì thật ra doanh nghiệp có thể hoàn toàn có thể thay đổi các cái nội dung này. Đấy, sao cho là gì? À, luật pháp là quy định là không thấp hơn cái mức tối thiểu này là được. Đấy. Thế thì tôi để từ bậc 1 đến bậc 9 có nghĩa là gì? Là quy định trong vòng khoảng 3 năm thay đổi, tăng cái mức lương cơ bản một lần. Thế vậy thì cái người bắt đầu vào lao động cho đến khi kết thúc thì rơi vào khoảng độ từ 20 đến 30 năm làm việc gì đó. Đấy, thế thì để từ đó cái mức lương cơ bản này nó được tăng dần lên. Đấy, tăng dần lên để cho nó phù hợp. Và đây cũng chính là cái mức lương cơ bản thời gian để mà cơ sở để tính đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động. Ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh một chút nữa, đó là gì? Cái mức lương cơ bản này, đấy, mức lương cơ bản này không phải là toàn bộ thu nhập của người lao động. Vậy thu nhập của người lao động nó còn là lương cơ bản. Sau đó đến cái nội dung thứ hai, đó là lương trách nhiệm, lương doanh số, lương sản phẩm, vân vân, thì để sao cho nó mới ra được tổng cái thu nhập của người lao động. Thế còn trong cái nội dung của cái phần này tiếp theo, đó là gì? Nó quy định về ngày làm việc. Đấy, ví dụ như là gì? Được nghỉ vào ngày thứ bảy, nghỉ vào ngày chủ nhật, hoặc là chúng ta chỉ để nghỉ vào ngày sáng thứ bảy thôi, vân vân. Thì để từ đó cái hệ thống chấm công nó sẽ báo những cái ngày đó là ngày nghỉ. Thế rồi là thời gian làm việc là bao nhiêu giờ, 8 giờ một ngày, số ngày phép ở trong năm là bao nhiêu. Đấy, rồi là cái mức lương khi mà tăng ca đấy làm thì nó sẽ được là gì? Làm ngoài giờ này, thế xong là ngày chủ nhật này, và là ngày lễ này thì bao nhiêu này. Và đây là cái mức lương tối thiểu. Đấy, thì tôi cũng đã vừa giải thích mức lương tối thiểu rồi. Đấy, thì khi mà chúng ta vào trong chương trình phần mềm ấy, thì đây là một cái phần gợi ý để khi mà anh chị áp dụng thực tế cho doanh nghiệp ấy, thì anh chị cũng có thể dựa trên nền tảng này để xây dựng ra một cái chính sách tiền lương nhân sự cho cái doanh nghiệp của mình, sao cho nó phù hợp với vùng, phù hợp với cái lĩnh vực ngành nghề, cái mức độ mặt bằng thu nhập đối với lĩnh vực ngành nghề, đối với cái khu vực với vùng, sao cho nó phù hợp. Đấy, và nó cũng là cái cơ sở để chúng ta xây dựng ra cái mức lương cơ bản này, để chúng ta còn đăng ký, để chúng ta thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động. Thế thì trên cái nội dung này, chúng ta khi mà chúng ta xây dựng cái này, chúng ta cần phải nghiên cứu khá kỹ về quy định của luật lao động, của luật bảo hiểm, đấy, và của luật thuế thu nhập cá nhân. Đấy, thì cái nội dung thứ hai ở trên cái phần này đó là gì? Ở trong cái mục 9A1 là chính sách, cái mục 9A2 đó là về cái vấn đề liên quan đến bảo hiểm. Đây, bảo hiểm. Bảo hiểm thì nó sẽ có quy định là gì? Trừ vào tiền lương của người lao động là 10,5%. Đấy. Thì bao gồm có 8% là cho bảo hiểm xã hội, 1,5% cho bảo hiểm y tế và 1% cho bảo hiểm thất nghiệp. Thế còn đối với doanh nghiệp thì bị tính vào chi phí là 17,5% để tính cho bảo hiểm xã hội, 3% là tính bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp và 2% là kinh phí công đoàn. Thế thì cái điều này ấy, là theo cái quy định của pháp luật hiện hành, và chúng ta hoàn toàn có thể điền các con số vào đây. Khi mà chúng ta thực hiện điền các con số vào đây thì nó chính là cái cơ sở để mà khi chương trình hàng tháng tính lương, nó sẽ tự động để nó tính ra các cái con số đó cho cái bảng lương của chúng ta. Cái mục 9A3 ở trong cái bài tập đó là quy định về thuế thu nhập cá nhân. Thì trong cái phần thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta có các cái mức tính thuế lũy tiến. Thì cái vấn đề này nếu anh chị nào mà chưa bao giờ tính thì cũng cần phải tìm hiểu kỹ. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, cái phương pháp để tính ra thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Đấy, thế thì anh chị cần phải tìm hiểu kỹ. Ví dụ như là cái hướng dẫn để cái tính thuế thu nhập cá nhân này là nó nằm ở trong thông tư 111, có cái phụ lục hướng dẫn về phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân. Thì anh chị lưu ý để mà phải biết cách tính thì đó, để chúng ta còn kiểm tra cái số liệu trên hệ thống phần mềm sao cho nó được chính xác.
Thế thì thuế thu nhập cá nhân nó bằng cái gì? Nó bằng tổng thu nhập từ tiền công, tiền lương mà của người lao động nhận được từ từ bên sử dụng lao động, bên doanh nghiệp chi trả cho người lao động. Sau đó thì trừ đi các khoản thu nhập mà không chịu thuế. Đấy, ví dụ như ở trong bài tập này thì nó có một khoản thu nhập đó là gì? Cái phụ cấp chi phí ăn ca ăn trưa. Đấy, hoặc là cái phụ cấp về trang phục hàng năm 5 triệu. Đấy, phụ cấp ăn ca ăn trưa là 730.000. Đấy, trong cái bài tập có yêu cầu có mô tả như vậy. Đấy, thì lấy tổng thu nhập trừ đi cái khoản đó, sau đó thì trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh. Thì giảm trừ gia cảnh cho bản thân là hiện tại đang là 11 triệu. Đấy, sau đó thì trừ đi cái phần bảo hiểm thì nó mới ra cái thu nhập tính thuế. Ra thu nhập tính thuế thì từ đó nó mới tính vào cái khung. Đấy, tính vào cái khung là gì? Từ 0 cho đến 5 triệu thì bằng 5%. Rồi là gì? Cái mức thu nhập từ 5 cho đến 10 triệu thì đến 10%, và đây được gọi là cái quy định về bảng tính thu nhập lũy tiến từng phần. Từng phần có nghĩa là từng cái đoạn này. Thế thì để từ đó là căn cứ để mà trên hệ thống chương trình phần mềm nó sẽ tự động automatic để nó tính cho chúng ta được cái thuế thu nhập cá nhân hàng tháng. Sau đó thì nó cả năm nó sẽ tính cho chúng ta cả năm, để từ đó nó hỗ trợ cho chúng ta để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì đấy là trong cái mục mà 9 9A3. Chín A bốn đó là quy định về thiết lập chấm công theo ngày, theo giờ đấy, và các khoản phụ cấp. Rồi thì chấm công theo ngày, theo giờ là bạn hãy tôi nói ở đây rồi. Theo quy định về các khoản phụ cấp, thì quy định của các khoản phụ cấp thì ở đây đó là gì? Chúng ta vào đây để chúng ta thêm thêm nhóm, chúng ta có thể có nhiều nhóm khác nhau đấy. Tất cả các khoản phụ cấp thì chúng ta đưa vào đây. Thế sau đó thì chúng ta vào đây chúng ta thêm để chúng ta gõ cái nội dung vào. Hay chúng ta cứ bấm vào thêm mới đây. Hay sửa cái thêm mới này nó. Đây chúng ta chọn đúng nhóm. Hay chúng ta bấm vào thêm mới. Thì ở đây có phụ cấp ăn trưa là 730.000. Sau đó là phụ cấp khác là 2 triệu, phụ cấp khác. Sau đó phụ cấp trang phục là 5 triệu. Đấy. Thế thì trong cái phần phụ cấp này, trong tí nữa cái phụ cấp này nó áp dụng cho những cái nhân sự như thế nào, thì khi mà chúng ta vào chúng ta thiết lập cái tiền lương nhân sự là chúng ta có thể thực hiện cái vấn đề này. Thế tiếp theo sau nữa đó là gì? Cái phần quy định về lương doanh số. Cái phần lương doanh số này thì nó có lương doanh số có lũy tiến hoặc là lương doanh số tính theo phần trăm, thì trong bài tập này không có, thì các bạn cũng có thể tìm hiểu cái tính năng này. Đấy, lũy tiến thì nó cũng có thể là dưới mức này là bị âm tiền lương này. Thế sau đó từ mức này đến mức này thì là thì được bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì lương doanh số nó sẽ được thiết lập để nó tự động nó tính. Thế còn nếu không thì nó sẽ tính trên tổng doanh số nhân với cái số phần trăm. Tương tự như thế đối với lương sản phẩm. Đấy, đối với lương sản phẩm. Nếu như ở trong doanh nghiệp các bạn thì có thể áp dụng. Vậy thì tôi vừa nói với anh chị xong là toàn bộ về vấn đề liên quan đến các cái thiết lập về chính sách. Thì cơ bản chính sách là gì? Thang bảng bậc này, khai báo các phần phụ cấp này, rồi là khai báo bảo hiểm này, khai báo thuế thu nhập cá nhân này. Đấy, và các cái vấn đề này, hoặc nếu nội quy có thì chúng ta khai báo vào đây. Đấy, thì đấy là tôi đã vừa chia sẻ hướng dẫn để anh chị em nắm được cái phần đầu tiên, đó là cơ chế chính sách tiền lương. Thì ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh lại là gì? Anh chị em cũng hết sức lưu ý là ở trong doanh nghiệp của mình bắt buộc cần phải ban hành một cái quy chế về tiền lương nhân sự. Cái quy chế này được ban hành dựa trên gì? Dựa trên quy định của pháp luật hiện hành về luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế thu nhập cá nhân và phương án kinh doanh cụ thể của chúng ta, liên quan đến ngành nghề, liên quan đến cụ thể của doanh nghiệp của chúng ta, để từ đó chúng ta ban hành ra một cái văn bản. Đấy, thì chúng ta cập nhật vào trong chương trình phần mềm này là để chúng ta tính thôi, còn chúng ta cần phải ban hành ra một cái văn bản tí, để từ đó cái văn bản đó nó đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, và nó lại là cái phù hợp và nó là cái công cụ để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có một cái quy chế để chúng ta quản lý được nhân sự, thỏa thuận để ký được các cái hợp đồng lao động, rồi là quy định các cái quyền lợi, trách nhiệm của người lao động ở trong doanh nghiệp. Đấy, thì cũng xin nhấn mạnh với anh chị là như vậy. Và cái
quy chế chính sách tiền lương nhân sự này thì nó cũng là một trong bộ 5 công cụ từ ACBank chúng tôi cung cấp để giúp cho chúng ta thực hiện được tốt cái công tác quản lý tài chính kế toán ở trong doanh nghiệp. Đấy, bộ 5 công cụ thì gồm có gì? Tổ chức công tác kế toán này, đã nói với anh chị rồi này, đúng không? Cái thứ hai đó là phần mềm kế toán này. Cái thứ ba đó là gì? Quy chế chính sách tiền lương nhân sự. Sau đó cái thứ tư đó là e-book văn bản pháp luật. Cái thứ năm đó là gì? Hồ sơ phân tích báo cáo tài chính và hỗ trợ quyết toán thuế. Đấy, vì anh chị lưu ý là vậy thì trong cái nội dung chương trình kế toán máy này tôi đã đề cập đến ba trong năm cái bộ công cụ để chúng ta thực hành phát triển được cái nghề kế toán tốt. Rồi đến cái nội dung thứ hai đó là gì? Cái bảng mô tả công việc và các chỉ số KPI thì ở trong bài tập này thì không có đề cập tới, nhưng trong doanh nghiệp nếu anh chị có các cái vị trí, vào đây chúng ta có thể khai báo phòng ban, từng các cái phòng ban, nhóm phòng ban, sau đó thì mô tả chi tiết đến từng vị trí nhân sự công việc để từ đó chúng ta có được cái bảng mô tả chi tiết rồi chỉ số KPI đến từng nhân sự để áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình. Thế rồi là đến cái nội dung tiếp theo, đó là thông tin của nhân sự. Phần mềm quản lý tiền lương và nhân sự thì nó có hai cái mục, đó là cái mục quản lý về nhân sự và cái mục để tính toán về tiền lương. Thì bây giờ tôi muốn nói với anh chị là về nhân sự thì bây giờ ở trong cái bài tập này, đó, trong mục 9B1 và 2 này, đó, 1 và 2 này, thì ở đây sẽ cung cấp cho chúng ta này, đó là thông tin chi tiết về nhân sự thì có bộ phận văn phòng và quản lý thì có 5 nhân sự. Đấy, có 5 nhân sự. Đấy, thì chúng ta khai báo tên của 5 nhân sự này. Đấy. Cái tiếp theo nữa là đến phân xưởng sản xuất Z thì cũng có 5 nhân sự. Đấy. Từ Hoàng Mạnh Thắng thì chúng ta sẽ nhập cái thông tin này vào đây thôi. Thế sau đó cái mục tiếp theo nữa đó là phân xưởng sản xuất chai thì chúng ta có nhân sự từ 11 cho đến 15 cũng có 5 nhân sự. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta khai báo cái thông tin của nhân sự vào đây. Thế ở đây ấy, thì chúng ta chỉ cần khai báo nhân sự này, chức danh. Rồi là trong thực tế của doanh nghiệp thì chúng ta có thể là khai kiểm soát điện thoại, email, địa chỉ, đúng không? Giới tính. Rồi là ngày sinh, mô tả công việc tóm tắt, đúng không? Mã số thuế. Rồi là mã sổ bảo hiểm, chứng minh nhân dân, ngày cấp nơi cấp, dân tộc, tôn giáo, rồi là hộ khẩu ở đâu, quốc tịch, ngày vào công ty, ngày ký hợp đồng, làm việc trong quá trình. Đấy, thì tất cả các cái thông tin chi tiết này chúng ta khai báo ở đây. Đấy. Thế còn cái thông tin mà khác liên quan đến nhân sự, đấy, ví dụ như là gia đình, chúng ta có thể theo dõi cá nhân đấy trên cái sơ yếu lý lịch. Ấy. Nó sẽ có là những cái người thân trong gia đình, ví dụ như là quan tâm đến cha mẹ, rồi là vợ chồng, rồi con cái. Đấy, trong sự yếu lý lịch còn liên quan đến cả anh em nữa. Đấy, thì những cái thông tin cá nhân nếu như chúng ta cần quản lý thì chúng ta sẽ khai báo ở đây để chúng ta nắm được. Rồi một điều nữa đó là gì? Quá trình công tác. Quá trình công tác thì chúng ta khai báo ở đây. Đấy, từ ngày nào đến ngày nào, làm cái gì, ở đâu, chức vụ gì, rồi trong quá trình cái chuyển từ bộ phận nọ sang bộ phận kia. Có những cái nhân sự làm suốt trong một quá trình của công ty, từ ngày bắt đầu vào để chúng ta biết à mới đầu vào thì là như thế nào, bao nhiêu năm được tăng lên cái chức gì, cái bậc gì thì chúng ta theo dõi để chúng ta có thể nắm được. Rồi các cái quản lý khác của nhân sự nếu có. Đấy, thế thì trên cái phần quản lý nhân sự ấy, ở trong cái doanh nghiệp ấy, là chúng ta theo dõi cái bảng này. Đấy, theo dõi cái bảng này. Đúng không ạ? Thế rồi sang đến cái nội dung thứ hai đó là gì? Chúng ta mới đi thiết lập cái quyền lợi cho người lao động đó. Thì tôi gọi đó chính là gì? Thiết lập các cái chính sách tiền lương cho nhân sự. Đây tôi lấy ví dụ, cái này thì đã thiết lập rồi nhưng mà tôi hướng dẫn lại chi tiết. Ví dụ như là gì? Từ cái bảng thông tin nhân sự tự động chuyển sang cho anh Thái này. Đây cái này thì chúng ta trên cái đề bài nó không có đưa cái mã số thuế thu nhập cá nhân. Còn trong thực tế là chúng ta cần phải có cái này. Thì mới làm quyết toán thu nhập cá nhân, chúng ta cập nhật cái mã số thuế vào. Thế sau đó là gì? Cái thông tin tên rồi chức vụ xong nó sai ở đây, bắt đầu chúng ta cần phải làm bên này đó là gì? Thứ nhất đó là gì? Đối với Nguyễn Văn Thái này
Thông tin này Nguyễn Văn Thái. Thì chức vụ là giám đốc thì bây giờ mới thiết lập cái mức lương cơ bản của anh đấy. Đây chúng ta vào đây này, anh ăn thuộc là bậc 6. Đấy, bậc 6 thì hệ số lương là 1.9 nhân với số này và lương cơ bản của anh là 8.442.200 đồng. Đấy, chúng ta bấm vào tích chấp nhận này cái này. Đấy, thì nó sẽ nhân ra cho chúng ta cái này. Đấy, thì cái mức lương này nó được gọi là mức lương để mà khai báo đóng bảo hiểm hay là mức lương thời gian. Đúng không ạ? Một nội dung nữa đó là gì? Cái phần phụ cấp ăn trưa là áp dụng cho tất cả mọi nhân sự. Thế cho nên đó là gì? Chúng ta sẽ gõ cái, chúng ta chọn cái phụ cấp này của anh Thái vào đây. Rồi, đấy, thế là chúng ta khai báo. Nếu như các cái phụ cấp khác nếu có, ví dụ xăng xe, rồi điện thoại, rồi các phụ cấp khác, thế thì đến đây nó sẽ có một cái nội dung nữa, đó là có cái phần phụ cấp khác cho các nhân sự là 2 triệu đồng. Đấy, chỗ mục phía cuối này, phụ cấp khác 2 triệu đồng cho một người. Thì chúng ta bấm vào đây. Đấy, chúng ta chọn. Tùy trong doanh nghiệp, bạn cứ định nghĩa các cái phụ cấp đấy là gì. Thế rồi là anh Thái này vì là làm giám đốc cho nên là anh có cái phụ cấp chức vụ hoặc quản lý là 10 triệu. Đấy, là 10 triệu. Đấy, nếu như ở đây chưa có này thì anh chị vào đây anh chị thêm cho tôi cái này. Cái này nó bản chất là phụ cấp quản lý, phụ cấp chức vụ. Cái vấn đề là khi mà chúng ta, nó có một cái điều đó là gì, thu nhập bắt buộc bị đóng bảo hiểm và các cái phụ cấp mà không bị đóng bảo hiểm. Thế cho nên đó chính là cái lúc mà chúng ta nên thiết lập cả các cái tên đấy cho nó phù hợp với tính chất và để cho nó phù hợp với cái việc mà gì, khi tính lên cái bảng bị nộp bảo hiểm hay không nộp bảo hiểm. Đấy, đấy thì ở ngoài này tôi trên cái phụ cấp tôi để là thường quản lý. Đấy, thế thì thông qua tính ở đây thì nó mới nhìn thấy là à, vậy thì mức lương của anh này tổng tất cả các khoản lại là được khoảng 21.172.201 đồng. Đúng không ạ? Đấy. Thế và sau đó thì anh này có gì? Giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 11 triệu. Thời điểm hiện tại giảm trừ gia cảnh bản thân là 11 triệu. Thế còn nếu có người phụ thuộc thì chúng ta sẽ khai báo bổ sung. Còn trong đề bài thì yêu cầu không có đề cập. Lương, lương thời gian được tính theo tháng thì cái này nó mặc định, nó tích vào đó. Rồi là phụ cấp ăn trưa cũng được tính theo tháng thì cái này ấy, là tích vào đây thì để khi mà chúng ta tính cái bảng tiền lương ấy và để tính ra thuế thu nhập cá nhân thì nó sẽ trừ cái phần ăn trưa này, cái nút tích này nó sẽ giúp cho chúng ta làm điều đó. Cái nước đó là gì, tính bảo hiểm, còn nhân sự nào mà không có bảo hiểm chúng ta bỏ nút tích này đi. Rồi tính thuế thu nhập cá nhân. Đấy. Thế còn cái quản đốc này là gì, để phân loại nếu như mà doanh nghiệp sản xuất mà có tính quản đốc riêng thì nó tích vào đó. Trạng thái là gì, một đây này là đang làm việc và không là nghỉ việc này. Loại hợp đồng là loại một. Ngày ký hợp đồng bạn có thể nhập vào đây hoặc có thể bạn không. Ngày hết hạn hợp đồng nếu có. Đấy, thế đến đây nó mới liên quan đến cái thông tin mà chúng ta có thể hoàn toàn phát hành được cái hợp đồng lao động nằm ở trên này. Đúng không ạ? Đây, các bạn bấm vào đây giúp tôi. Trên chương trình phần mềm bạn đã tích hợp cái mẫu hợp đồng lao động. Đấy. Đây, tôi xóa cái này đi, tôi làm lại cho bạn thấy. Rồi, cái này đang có file rồi. Đây, chúng ta bấm vào thêm mới này. Ví dụ như hợp đồng số 2021 -01 -001, ví dụ như thế. Ngày 02 tháng 01 năm 2021 ký cái hợp đồng với anh này, hợp đồng không kỳ hạn. Ghi chú nếu có.
Thế sau đó thì chúng ta nếu cần thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta view cái hợp đồng này để chúng ta xem. Đó mà. Thì cái nội dung của hợp đồng lao động nó sẽ được ra như thế này. Đấy. Được không ạ? Đấy, thì tất cả các cái nội dung chúng ta nếu cần muốn thay đổi, sửa chữa hay làm cái gì nội dung liên quan hợp đồng, chúng tôi chỉ cung cấp hợp đồng mẫu thôi. Anh chị hoàn toàn có thể tự thay đổi. Đấy, tất cả các cái phần căn cứ vào cái bảng khai báo chính sách tiền lương của nhân sự ấy, thì nó sẽ tự động lấy ra cho anh chị cái nội dung hợp đồng này. Tuy nhiên rằng anh chị cần phải kiểm soát lại tất cả các cái quy định, cái quyền lợi của người lao động. Đúng không ạ? Rồi, ok. Nếu khi mà chúng ta soát cái thứ này rồi mà ok rồi, thì anh chị có hai cách. Một là anh chị in ra, anh chị ký đóng dấu đỏ. Cái điều thứ hai là anh chị có thể sử dụng chữ ký số. Đây, đây là cái chữ ký số. Cái chữ ký số này anh chị ký cái hợp đồng này trực tiếp để lưu trên hệ thống. Đấy, sau đó chúng ta bấm vào đây để ký này. Đấy, và chúng ta nhập cái mã PIN để ký số. Đấy. Vậy nếu như mà cái hợp đồng này ký xong ấy, thì cái file này nó sẽ thể hiện là đã được ký. Đây. Cái này sẽ đã được ký. Đã được ký số bởi cái công ty này. Thì tôi đang dùng cái chữ ký số của công ty Acmen. Đấy, thế và đồng thời chúng ta có thể mô tả chi tiết công việc, lấy cái phần mô tả từ ở bên chỉ số KPI ở bên kia, hoặc là mô tả chi tiết của từng nhân sự nằm ở đây. Đấy, thế và các cái phụ lục, các cái quyền lợi khác của nhân sự bạn có thể khai báo ở đây. Đấy. Thế thì thông qua cái nội dung như thế này thì chúng ta vào trong cái mục khai báo chính sách tiền lương nhân sự của từng nhân sự, sau đó chúng ta phát hành cái hợp đồng lao động trực tiếp vào đây. Các bạn lưu ý giúp cho tôi đó là gì? Hợp đồng lao động là một trong những chứng từ tiền lương vô cùng quan trọng. Khi mà chúng ta làm việc giữa doanh nghiệp với người lao động, xảy ra các vấn đề tranh chấp, rồi là gì không được điều hành, quản lý, mọi vấn đề nó không được tốt, nó bắt nguồn từ cái chính sách tiền lương nhân sự và cái hợp đồng. Thế còn ngoài ra nó còn có một cái nữa, đó là gì? Các quyết định kèm theo liên quan đến quyền lợi của người lao động. Ví dụ hàng năm có quyết định tăng lương, hay quyết định thuyên chuyển bộ phận này sang bộ phận khác, hay quyết định tăng từ chức bậc của người này, tăng lên từ bậc này lên bậc khác, liên quan đến các quyền lợi. Thì đấy là những cái chứng từ mà không tách rời trong bộ chứng từ về tiền lương nhân sự. Đấy, thì cũng rất là mong là gì, anh chị thành thạo được các cái công cụ ở trong chương trình phần mềm này, để giúp cho cái công việc của anh chị nó được giảm tải đi, nó được đơn giản, giảm tải đi, hiệu quả hơn. Đối với tất cả các nhân sự khác thì anh chị cũng làm giống hệt như vậy. Đấy, vì nếu như anh sử dụng cái phần khai báo chính sách tiền lương nhân sự, đúng không? Chúng ta chỉ cần vào đến đây thôi, chúng ta biết là nhìn xuống đây chúng ta biết là tổng cái thu nhập. Đâu, tổng thu nhập đây, ví dụ tổng cộng thu nhập của người lao động đang là ngần này tiền. Được không ạ? Chúng ta biết luôn là một tháng là chi mất ngần này tiền của từng nhân sự như này, nhìn nó là hợp lý hay không. Chúng ta cân đối xem xét, rồi là đưa ra các tiêu chuẩn lựa chọn từng vị trí để ra các cái mức lương. Đấy. Thì đấy là cái phần mà thiết lập về chính sách. Tiếp theo nữa đó là gì? Tôi hướng dẫn anh chị về vấn đề liên quan đến chấm công. Rồi chúng ta chọn đến mở mục chấm công, ta chọn tháng 1. Ở đây chúng ta bấm vào cập nhật. Cập nhật là gì? Nó lôi toàn bộ các cái thông tin. Đây chúng ta chọn tất cả này. Toàn bộ các nhân sự. Đấy. Rồi ok. Chuyển sang cái bảng chấm công này. Đúng nguyên tắc chấm công thật là gì? Chúng ta phải đến đây chúng ta nhìn này. Mô tả này. X là làm việc này. P là nghỉ phép này. O là ốm này. S là nghỉ thai sản này. K là nghỉ không lương này. N là nghỉ cuối tuần này. Đấy, đây là nghỉ cuối tuần này. Đấy. L là nghỉ lễ này. V là vi phạm kỷ luật này. Đấy, thế thì trong thực tế là chúng ta phải chấm từng người một như thế này. Đấy, tích vào từng nhân sự một từng ngày. Đấy, thế tuy nhiên rằng trong chương trình ấy, thì bạn có thể thực hiện cái việc đó là gì, bạn chấm công cho tất cả.
Tích vào đây cái thì bạn chấm không cho tất cả. Nếu như mà các cái bảng đấy của bạn đã được theo dõi rồi là bạn bạn hoàn thiện cái file này thôi ấy, thì chúng ta vào đây chương trình nó có giúp cho chúng ta cái vấn đề này. Còn một cái tính năng nữa trong cái quá trình khi mà theo dõi chấm công ấy, thì phần này nó không được để mở tự động bởi vì nó liên quan đến thiết bị. Đấy, thế thì chúng ta có thể sử dụng máy chấm công và bảng chấm công vân tay. Có nghĩa là gì? Tích hợp cái chương trình với cái máy đó để từ đó mỗi một cái doanh nghiệp, tại vì máy chấm công bây giờ nó có rất là nhiều, đúng không? Khi anh chị mua bản quyền từ cái phần mềm tiền lương nhân sự này ở chúng tôi ấy, bản quyền phần mềm tiền lương nhân sự, anh chị lưu ý là gì? Nó là một cái chương trình độc lập với phần mềm kế toán. Chúng tôi có tích hợp với phần mềm kế toán và có tặng cho các cái doanh nghiệp nếu mà sử dụng theo cái bản đóng gói mà không có viết theo yêu cầu, đúng không? Và dưới 50 nhân sự, từ 50 nhân sự trở xuống thì anh chị được sử dụng free, không bị mất, không mất tiền phí. Thế không, điều đó để anh chị thấy rõ, không tránh trường hợp là gì, anh chị thấy trong đó không, anh chị là cứ tưởng là gì, anh chị không bị giới hạn, cho nên là dẫn đến là gì, anh chị có thể sử dụng miễn phí. Đấy, thì chúng miễn phí là chúng tôi chỉ có giới hạn như vậy. Đấy, và nếu như mà chấm công vân tay bằng máy chấm công vân tay bằng thẻ thì nó liên quan đến các vấn đề test thiết bị rồi là tích hợp thì mất rất là nhiều công, bắt buộc lúc đó anh chị phải mua bản quyền thì nhân sự của chúng tôi sẽ đấu nối kiểm tra chi tiết cho anh chị. Thế còn cái phần này là phần chấm công, chúng ta chấm công trực tiếp bằng các cái nút lệnh tích ở trên chương trình, ở trên máy, trên phần mềm này, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là đến đây mà anh chị muốn bỏ cái đồng chí này đi, không chấm công cho đồng chí này, ví dụ vân vân như thế, rồi là không phải chấm bằng cái này mà chấm bằng nghỉ phép vân vân, thì chúng ta vào đây chúng ta thiết lập, chúng ta tích. Thế sau khi mà chúng ta chấm xong thì anh chị thấy dữ liệu này ok thì anh chị có thể bấm vào khóa lại, hết tháng anh chị khóa lại. Đấy, password là password vào trong chương trình. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì nó sẽ không sợ thay đổi cái bảng này nữa. Đấy, thì tôi nói về vấn đề liên quan đến chấm công, đúng không ạ? Trong chấm công này thì trong chương trình nó chính là cái mục 9C. Nghiệp vụ về hạch toán tiền lương. Rồi sau đó thì tôi sẽ nói tính tiền lương, lập bảng chấm công và tính tiền lương 9C. Đây chính là cái phần mà chúng ta thực hiện cái bảng chấm công. Thế còn anh chị nếu mà làm cái này thủ công, anh chị lại ra ngoài Excel, anh chị tự tích, tự tính vào. Thế còn ở trong chương trình nó còn có cái nữa là cái bảng quy đổi, cái thời gian để làm thêm giờ. Nếu anh chị làm thêm giờ thì anh chị có ở đây để nó tự động nó cộng lại cái thời gian làm việc để nó tính cho anh chị bảng lương. Đấy. Và bây giờ chúng ta đến cái bảng lương. Trong phần bảng lương này thì nó có hai cái phần bảng lương, đấy là bảng lương nhân sự của công ty, hay là đây là bảng lương thuê ngoài. Thuê ngoài có nghĩa là các cái nhân sự mà vụ việc không phải là nhân viên trong công ty thì chúng ta có thể vào trong cái bảng bảng lương thuê ngoài này. Để chúng ta khai cái thông tin đấy vào để nó liên quan đến cái mục đích là gì, chúng ta còn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đây, bây giờ tôi mới chuyển sang về bảng lương. Đấy, bảng lương thì bây giờ chúng ta mở tháng này ra, tháng 1 nó chưa có cái gì cả, đúng không? Cái việc đầu tiên là chúng ta bấm vào cập nhật. Đấy, chúng ta cũng chọn tất cả các nhân sự này. Và có thể chọn theo phòng ban, chọn theo từng nhân sự, hoặc có thể chọn tất cả. Rồi, đấy, toàn bộ thông tin của nhân sự đó cập nhật hết sang bên này. Đấy, thì trong này anh chị cũng lưu ý là có cả còn lương kinh doanh, lương sản phẩm các thứ, nếu như có, còn bài tập này thì chúng ta không có. Đấy. Thế thì nó cập nhật sang đây, sau đó thì anh chị bấm vào gì, bấm vào tính tiền lương, nó căn cứ vào chấm công nó sẽ thực hiện tính lại cái tiền lương cho anh chị. Đấy. Thì anh chị tìm hiểu cho tôi hết tất cả các nút lệnh trên này. Đấy, thế thì chúng ta mới tính ra được cái bảng lương này, toàn bộ cái bảng lương này. Thì trên cái bảng lương này nó sẽ tính ra gì đây, tổng thu nhập này, đây bạn nhìn thấy nhá, tổng thu nhập. Sau đó tính ra bảo hiểm này, đúng không? Đấy nhá, cái phần bảo hiểm này là cái phần trừ của người lao động đây này, chính là của anh này này, lương của anh là 8.442.200 đồng. Và cái phần bảo hiểm phải trừ của anh đấy là 10,5% ấy. Đây thì nó sinh ra cái đoạn này này.
Đấy. Có nghĩa là cái phần này chính là cái phần bảo hiểm mà trừ 10% lại của người lao động. Đúng không ạ? Thế rồi là đến cái đoạn này là tính cho thuế thu nhập cá nhân. Thì lấy tổng cái thu nhập của anh này trừ đi khoản thu nhập không chịu thuế. Không chịu thuế đó chính là gì? Tiền ăn ca 730.000. Sau đó thì lấy tổng cái thu nhập này trừ đi cái gì nữa? Trừ đi cái tiền bảo hiểm. Đấy, cái bảo hiểm mà trừ lương của anh đấy thì bản chất là anh đấy đang không được thực nhận cái tiền đấy để mang đi đóng cái bảo hiểm cho cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đấy, anh ấy không thực lĩnh tại thời điểm đấy thôi nhưng vẫn là quyền lợi của anh đấy. Thế sau đó thì trừ tiếp đi cái gì? Trừ đi cái phần giảm trừ gia cảnh bản thân là 10, 11 triệu. Trừ giảm trừ gia cảnh bản thân là 11 triệu. Đúng không ạ? Thì sau đó áp vào là tính theo khung lũy tiến thì nó sẽ tính ra được cái số thuế thu nhập cá nhân này. Chương trình nó sẽ tự động nhá, anh chị tự tìm hiểu vấn đề này. Đấy, và xong còn lại là thực lĩnh của anh này. Đấy thì đây là bảng tiền lương. Đấy, chương trình phần mềm nó tính nhanh lắm, nhằng cái là tự động nó tính ra hết. Tuy nhiên rằng anh chị cũng cần phải hiểu được cái nguyên tắc tính của nó như thế nào. Đấy, và sau đây thì khi mà chúng ta tính xong thì chúng ta có thể bấm vào tổng hợp này. Hay bằng tổng hợp lương này. Thì chương trình nó sẽ tự động đẩy ra cho chúng ta được một cái bảng. Đây. Bảng tổng hợp lương. Rồi. Đây. Đấy. Còn nếu không thì chúng ta phải tính cái này ngoài Excel hoặc là tính ở bằng thủ công. Đấy. Đây bảng lương này. Tính ra tổng số được chưa ạ? Các cái phần lương phụ cấp. Đấy, tổng thu nhập trừ giảm trừ gia cảnh này, trừ bảo hiểm, trừ thuế thu nhập cá nhân. Tiền lương thực lĩnh của từng nhân sự. Được chưa ạ? Thế và các cái phần hạch toán liên quan đến bảo hiểm đây này, có cái bảng phụ bên này, bảo hiểm. Đây trong bảo hiểm này thì nó có là gì? Và cái này là 10,5% thôi và 23,5%. Đấy, thế sau đó thì nó sẽ tính ra cho các cái khoản giảm trừ bảo hiểm cụ thể là các cái bảo hiểm gì? Tính hạch toán sang bên này. Đấy, thế thì căn cứ vào cái bảng lương này, một là chúng ta tính thủ công, hai là chúng ta tính trên phần mềm thì cũng đều phải ra cái bảng lương đó. Ok ạ. Thế và cái nội dung thứ hai, có cái bảng thứ hai ở trong cái trên cái phần mềm đó là gì? Anh chị có thể bấm vào đây để chúng ta in được chứng từ, in được cái bảng chi tiết tiền lương của từng nhân sự. Đấy. Đây là cái bảng lương chi tiết của từng nhân sự. Đấy. Tên nhá, anh này. Đúng chưa? Tổng thu nhập, số ngày công, phụ cấp. Đấy. Sau đó là tổng thu nhập trừ đi. Đấy, sau ra tổng tiền lương còn thực lĩnh. Đấy thì thông qua cái này chính là cái chứng từ chi tiết tiền lương ấy. Từng nhân sự một, từng nhân sự một. Còn phần đa các doanh nghiệp thì không in cái chứng từ chi tiết này. Và in cái bảng tổng hợp như ban nãy tôi nói. Thì khi in cái bảng tổng hợp, đây là in cái bảng tổng hợp này, thì nhân sự nó mới ký cái phần thanh toán vào đâu, ký vào cái phần đuôi này thì cũng được áp dụng đấy, để kẹp vào chứng từ thanh toán đó. Thì tôi xin giới thiệu với anh chị là gì, là cái phương pháp để chúng ta tính ra được cái bảng bảng lương nha. Phương pháp để chúng ta tính ra được cái bảng lương. Thế còn ở đây nó có một cái phần nữa là lương thuê ngoài, thì đây tôi cũng giới thiệu anh chị nhanh một chút. Lương thuê ngoài đó là gì? Các cái nhân sự. Đấy, chúng ta có thể vào đây là chúng ta cũng chọn theo tháng này, hoặc chúng ta bấm vào thêm mới này. Đúng không ạ? Đấy, thế chúng ta cần phải khai báo nghĩa là gì? Thực tế ra ở trên cái phần quyết toán thu nhập cá nhân ấy thì nó có lũy tiến từng phần và thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân toàn phần. Đấy, thế thì chúng ta vẫn phải cầm vào đây để chúng ta chúng vào đây để chúng ta khai báo các cái thông tin của từng nhân sự. Mã số thuế, sau đó thì nhân
có tổng cái tiền mà mình thuê người ta sau đó là gì? Nếu là cá nhân cư trú thì 10%, đấy, khấu trừ 10%, còn không cư trú là 20%. Đấy, thì từ cái này nó sẽ ra cho ra được cái quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đấy, thì tôi quay lại cái bảng này thì anh chị cũng lưu ý cho tôi một chút nữa là trong cái bảng lương này. Trong cái bảng lương này ấy, thì khi mà chúng ta tính được ra xong cái này ấy, thì chúng ta sẽ có hai cái, đó là hàng tháng hoặc hàng quý. Nhá. Nếu như mà chúng ta đang kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì hàng tháng chúng ta cần phải kê khai luôn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thì anh chị bấm vào đây để dữ liệu nó sẽ tự động đây, nó chuyển theo theo tháng. Đấy, chúng ta bấm vào chấp nhận đấy, thì số liệu nó sẽ tự động chuyển cái bảng lương này sang phần mềm hỗ trợ kê khai. Kết thúc năm thì nó sẽ chuyển cho chúng ta tất cả 12 tháng, nó ra cho chúng ta một cái bảng lương tổng hợp của cả 12 tháng để chúng ta bấm vào đây, chúng ta chuyển thì nó để đẩy ra cho chúng ta sang hỗ trợ kê khai. Đúng không ạ? Đấy. Thì khi này chúng ta vào trong phần mềm hỗ trợ kê khai, anh chị vào trong phần mềm hỗ trợ kê khai này, nó sẽ ra cho chúng ta được cái số liệu. Đây, tôi có hướng dẫn để anh chị thấy được luôn. Nghĩa là chúng ta đỡ bị mất công ngồi tính toán nhập liệu. Đây, chúng ta lúc này chúng ta vào trong phần thuế thu nhập cá nhân. Trong thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta có hai cái, đó là gì? Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Đây này, 05 gạch này, khấu trừ này. Đấy. Thế sau đó thì chúng ta chọn thì cái số liệu nó sẽ tự động nó đẩy sang bên phần mềm hỗ trợ kê khai này cho chúng ta. Đấy, nhìn thấy không? Có 15 nhân sự nó đẩy sang đây này. Đấy, có 4 nhân sự là vì khấu trừ thuế này. Đấy, tổng này. Số thuế này, tổng số thuế khấu trừ này. Và sau đó thì chúng ta chuyển cái số liệu này, cái xuất ra XML chúng ta nộp lên hệ thống hàng tháng hoặc hàng quý. Kỳ của giá trị gia tăng kê tháng thì chúng ta kê theo tháng. Và kỳ của giá trị gia tăng theo quý chúng ta kê theo quý. Thế rồi cuối năm chúng ta sẽ làm cái tờ khai quyết toán. Đây, tờ khai quyết toán của tổ chức. Đấy, của tổ chức. Đấy, thì cái này thì nó không ra được cái số liệu của cái năm kia là năm 2021 và giờ nó chưa tới. Thế thì chúng ta bấm vào đây chúng ta xem thôi. Chứ nó cái số liệu kia là nó sẽ đẩy cho 2021. Vậy thì nó mặc định nó sẽ đẩy ra cho chúng ta được gì? Cho chúng ta được cái bảng các cái nhân sự. Đấy, tiền lương của từng nhân sự trong vòng cả 12 tháng không ra cho chúng ta được tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hãy tuy nhiên rằng đây không phải là số liệu kia nhé. Tại vì cái năm của chúng ta đang thực hành là 2021 mà thời điểm hiện tại thì chưa đến thời điểm để chúng ta lập được cái tờ khai này. Cái này là số liệu của cái năm trước đây. Đúng không ạ? Đó. Vậy thì tôi đã giới thiệu với anh chị đó là gì? Cái phần mềm quản lý về tiền lương nhân sự ấy. Khi mà nó thực hiện như vậy thì nó sẽ được, nó cần phải là gì? Nó phải kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cái phần mềm hỗ trợ kê khai như này. Anh chị hãy cố gắng thành thạo chương trình và hãy đưa chương trình vào để thực hiện, nó sẽ giúp ích anh chị rất là nhàn. Đặc biệt là những anh chị em làm về dịch vụ kế toán, làm cho rất nhiều các công ty, thì anh chị hãy khai báo vào đây. Lập tức lúc đó anh chị có thể kiểm soát được chi phí, cân đối được các cái vấn đề liên quan đến các cái hoạt động của doanh nghiệp, nhìn được các cái chi phí, phân tích rồi điều chỉnh. Tất cả những cái thứ đấy anh chị sẽ thực hiện một cách rất là nhanh. Đấy. Và trên này nó cũng có khá nhiều những các cái hệ thống số liệu, mẫu biểu. Đấy. Thì để anh chị thực hiện thao tác nhanh. Anh chị muốn nhanh thì đương nhiên anh chị phải rất là thành thạo chương trình. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn chậm nhất để anh chị hiểu được chương trình. Và cách quan trọng nhất là anh chị phải dùng và phải thành thạo nó. Thế còn một cái điểm nữa, đó là gì? Từ cái số liệu này nó mới ghi sổ sang bên phần mềm kế toán. Thì buổi trước tôi đã thực hiện ghi sổ trước rồi, nhưng mà vì nó là tiền lương nhân sự nên là nó có cả một cái chuyên đề lớn, cho nên tôi đã dành cả một cái buổi này. Buổi hôm thứ cái buổi học thứ tư là tôi đã nói về vấn đề chúng ta bấm vào ghi sổ kế toán. Thì toàn bộ các cái nghiệp vụ kế toán này, hay chúng ta sang cái mục này,
thì tất cả các cái nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, đây từ nghiệp vụ này, tiền lương này, theo nguyên tắc của thiết lập hạch toán kế toán thì chương trình nó sẽ tự động chuyển sang bên này và chúng ta không cần phải nhập bằng tay, hệ thống nó tự động kết nối. Vậy nguyên tắc tự động kết nối như thế nào? Thì đây, bản chất nó là như thế này. Khi mà chúng ta đã có được cái bảng lương này rồi, để chương trình nó tự kết nối thì nó sẽ hạch toán thông qua cái này, thông qua cái tài khoản tích hợp này. Đấy, thông qua tài khoản tích hợp này. Thì ở trong này, chương trình đã có một cái phần thiết lập chuẩn. Đấy, trong thiết lập chuẩn này là gì? Tất cả các cái phần mà hạch toán cho phần tiền lương quản lý thì nó sẽ định khoản như thế này. Nợ tài khoản 6421, có tài khoản 334. Đấy, chi tiết các cái nghiệp vụ như thế này. Ok không ạ? Thế còn nếu như đối với các nghiệp vụ mà liên quan đến bán hàng thì nó sẽ vào tài khoản 641. Còn đây là 64, 642. Hãy nhìn cái tài khoản này. Đấy, 642. Đấy, còn nếu mà chúng ta vào chi phí sản xuất thì đây là gì? 622. Thế còn đây là hạch toán về thuế thu nhập cá nhân. Đấy. Thế thì chương trình nó muốn tự động được là phải nhờ thiết lập nhá. Thì đây là thiết lập chuẩn mà chương trình làm như vậy, và vào mỗi một cái doanh nghiệp mà chúng ta dùng thì chúng ta cần phải thực hiện như này. Đấy, thì thứ nhất là bấm vào thêm mới cái, nó sẽ copy toàn bộ thiết lập chuẩn này sang đây. Đấy, thì đây là cái thiết lập chuẩn này. Vì có bảo hiểm cho nên là gì? Mỗi một nhóm, đây là nhóm quản lý văn phòng này, thì nó hạch toán vào tài khoản 642 thì nó gồm có 8 cái bút toán này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này. Đấy, 8 này thì cái thứ nhất này, tiền lương thì nó hạch toán là nợ tài khoản 642 có tài khoản 334, phải thấy không ạ? Thế sau đó thì trích 17,5% để tính bảo hiểm xã hội thì nợ tài khoản 642 là có tài khoản 3383. Trích 3% cho bảo hiểm y tế thì nó nợ tài khoản 642 và có tài khoản 3384. Đấy, thì cái này là nguyên tắc của kế toán thôi. Rồi trích 1% về bảo hiểm thất nghiệp thì là nợ tài khoản 642 và có tài khoản 3386. Thế rồi là trích 2% về kinh phí công đoàn thì nợ tài khoản 6421 và có tài khoản 3382. Thế rồi đến đây là trừ 8% để tính lương cơ bản để nộp bảo hiểm xã hội. Có nghĩa là cái này người lao động phải nộp 8% đấy. Thì chúng ta phải nợ lúc này là gì? Làm giảm trừ cái tiền lương đi, nợ tài khoản 334 có tài khoản 3383. Đấy, và trừ 1,5% thì ghi là nợ tài khoản 3341 và có tài khoản 3384. Đấy, và trừ 1% về bảo hiểm thất nghiệp thì nợ tài khoản 3341 và có tài khoản 3386. Đấy, thì tương tự như vậy thì nó bắt đầu liên quan đến cái nhóm thứ hai này. Đúng không? Phân xưởng dép này. Đấy, phân xưởng dép thì đây bạn thấy không? Đấy, chúng ta bấm vào sửa chúng ta thấy ngay. Ngoài hạch toán ra nó còn phải chi tiết vào đối tượng nào. Đấy. Chương trình nó muốn tự động được thì nó phải có thiết lập chuẩn. Còn nếu như chúng ta thiết lập không chuẩn thì chúng ta sẽ bị hạch toán sai. Anh chị hãy cố gắng thực hành cái chỗ này kỹ, hiểu được nguyên tắc. Đấy. Tương tự như vậy đối với cái chai đựng nước cũng như vậy. Đúng không ạ? Thế và sau đó là sao? Các cái thiết lập này chuẩn rồi thì chúng ta cứ vào bảng lương này, anh chị chỉ cần bấm vào ghi sổ kế toán. Bấm vào đây ghi sổ kế toán thôi. Là số liệu tự động chạy sang chương trình phần mềm. Vâng, đó là toàn bộ các cái nội dung mà vấn đề liên quan đến phần mềm tiền lương nhân sự. Đúng không? Phần mềm tiền lương nhân sự được tích hợp với phần mềm kế toán. Tích hợp phần mềm kế toán có nghĩa là sao? Có nghĩa là gì? Nó tự động từ bên phần mềm tiền lương nhân sự, nó ghi sổ sang bên phần mềm kế toán mà chúng ta không cần phải thực hiện lại nữa. Đấy. Tích hợp với phần mềm hỗ trợ kê khai, đó là chính là chúng ta đẩy số liệu từ cái bảng này sang cho tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ở bên hỗ trợ kê khai, và chúng ta đẩy cái này sang, đúng không? Khi mà anh chị làm 12 tháng tiền lương ấy, anh chị mới thấy là gì, nó cũng vất vả đấy. Nó mới cộng xuyên táo làm nào đó để nó ra được cái bảng tổng hợp toàn bộ 12 tháng tiền lương. Sau đó thì 12 tháng tiền lương nó mới đẩy toàn bộ nhân sự này sang phần hỗ trợ kê khai, thì chúng ta thực hiện về vấn đề quyết toán thu nhập cá nhân nó rất là nhanh, nó không mất thời gian của anh chị. Đó, thế thì tôi xin kết thúc cái nội dung về vấn đề liên quan đến phần mềm quản lý về tiền lương nhân sự. Và tôi cũng khẳng định rằng đây là một cái phần mềm cũng tương đối, đây là một cái phần hành cũng tương đối khó. Bởi vì đầu tiên anh chị phải hiểu được tiền lương nhân sự là gì,
phải có được chính sách tiền lương nhân sự này. Thế xong rồi có được cái chính sách tiền lương nhân sự rồi thì sao? Thì chúng ta phải khai báo quản lý nhân sự như nào, rồi thiết lập cái chính sách tiền lương như nào. Thế sau đó thì chúng ta mới liên quan đến cái bảng chấm công rồi bảng tính lương. Từ bảng chấm công, bảng tính lương sau đó thì chúng ta mới hiểu được nguyên tắc để hạch toán vào trong kế toán. Thì tất cả các cái phần tính đấy nó đều là những cái vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, và chúng ta phải hiểu được nghiệp vụ để xem là tính như thế nào. Hiểu được nghiệp vụ và sau đó chúng ta phải từng bước chúng ta thực hành trên chương trình phần mềm. Phần mềm nó làm rành cái là tự động, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái nguyên tắc của nó. Đó, thì tôi xin dừng cái nội dung về cái phần mềm quản lý về tiền lương nhân sự ở đây. Chúc cho anh chị hãy sử dụng thành thạo chương trình để mà chúng ta mang áp dụng vào trong doanh nghiệp của anh chị, để giảm tải được các công việc của anh chị, để anh chị có được nhiều thời gian hơn, thực hiện hoàn thành được công việc một cách tốt hơn. Chúc cho anh chị thành công. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúng ta hẹn gặp lại vào bài tiếp theo. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.